vậy mình lo cha mẹ xong rồi kệ cuộc sống mình sao sống. Dạ. Với em cho nó hơi kệ, lo cho cha mẹ xong hoàn tất hết rồi sau đó rồi mình sống cuộc sống sao cũng được. Dạ. Quá trời nhiều luôn nè. Đừng có đụng vô nha. Đụng vô là ngã luôn á. Bếp con chứ nó nấu coi nè. Bắt những cái cục đá lên viết mà nó cao lên cả nửa mét luôn á. Trời gì mà ông chú ông ở ngủ được hay mọi người. Đây mình nhìn chỗ ra trước kìa, mình nhìn thấy cái hàng cột cái nhà nó bị nghiêng về hướng này nè mọi người. Chuối đâm trong nhà đâm lên luôn. Dạ, con xin gửi chú 500 ạ. Dạ con xin gửi cho cô ạ. Con xin gửi cho cô ạ. Mà không biết đâu. Không cho chào cô bác anh chị, mình đi ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp, mình phát hiện một căn nhà có ba người lớn tuổi nuôi chó rất là nhiều luôn cô bác anh chị nè, và một cái căn nhà bên đây siêu quẹo mình thấy vẫn còn ở. Dạ cho con gửi bịch gạo hả cô. Dạ đạt đạt lấy đạt. Dạ cho con gửi cô bịch gạo nha. Dạ con chúc hai cô nhiều sức khỏe. Dạ. À, hai cô ở với một ông chú trọng ha. À vậy là ba chị em. Dạ mấy cô thích nuôi chó hả? Dạ. Nuôi để bảo vệ cho cô. À nuôi mấy con chó để bảo vệ với cái cô. Dạ. Thấy cô vui quá. Rồi hàng ngày mấy cô mình ba chị em mình sinh sống gạo thóc mà con cô bác gửi hay gì? Cũng có người ta cho. Dạ anh ta cho. À có ruộng ha, lúc trước có ruộng ha. Dạ để là mình lấy tiền đó mình ăn uống trị bệnh hay sao. Dạ chàng ơi thương mấy cô quá. Rồi mấy con chó này con thấy xào mâu nhiều quá là mình lụm ở ngoài và mình thương mình nuôi hay sao cô? Không có. Nó bệnh này cái mình mua thuốc. Mình mua thuốc cái xích kia cho nó hết á. Dạ. Mua chỉ là mua phấn đó, cái xích. Có mấy con chó xích phấn hết á. Dạ mấy con tiếng gần gần ở chút xíu để xem mấy con chó được không cô? Cô đi trước đi, cô đi trước đi. Hai cô đi trước đi, mấy con không dám đâu, nó sợ nó sủa. Cô đi trước đi cô. Dạ. À, ba chị em lớn tuổi rồi cô bác anh chị. Trời ơi. Cái căn nhà siêu quẹo quá kìa. Đó. Mấy con chó thấy bị xà mâu quá. Dạ, là cái ông chú đó nuôi ha. Dạ hai con chào chú. Dạ. Chú la nó giùm con cho đừng la. Đó, ba chị em à, khoảng bao nhiêu con chó chú? Con thấy bên bển trong nhà nhóc quá trơn nữa kìa. Trời ơi nhiều con chó lắm cô bác ơi, trong nhà kìa, trong nhà mà buộc dây trong nhà cũng nhiều con lắm. Rồi hiện tại cái căn nhà này còn ở không chú? Cái nhà này còn ở không? Là ai ở trong nhà này? Chú ở ha. À. Rồi có vợ con gì không? Có mà thôi lâu rồi. Chú là mày nói nó im không chú? Là nó im không? Rồi cái nhà anh Bảnh là hai cha hai bà cô ở. Dạ, trời ơi cái nhà siêu quẹo rồi mảnh đã. Trời ơi. Dạ trên lắp giò á. Lắp giò. Dạ. Thôi để mình thấy cái nhà của cô chú này treo quần áo nhóc hết trơn nè cô bác anh chị, lủng thủng hết trơn. Rất là nhiều luôn. Để đi ra. Mới kết cái chừng 2 năm nay nha. Dạ. Tại vì đã chúng có ông đó trình phố ấy xuống cho mỗi cái nhà là 40 triệu, cái ông anh còn người cậu cái mày điện lên cái ông xuống chờ kêu cát đá chim ăn đồ làm trả tiền thằng kia nọ, còn ông mình ngã bển thì cho một cọ. Có người thương cái giúp đỡ cho cô cắt cái nhà cho mấy chị em ở ha. Rồi con thấy là treo quần áo ngoài lỗ nhóc chân là sao hả cô? Mày quần áo của mấy cô mặc hay sao? Dạ. Quần áo treo hàng gạo nhóc hết trơn nè. Thì người này người kia đã cho lâu lâu cái cho 5-10 bộ vậy đó. À. Vậy đó ha. Ừ. Dạ. Vậy là hiện tại bây giờ là ở đây
Ở đây là chỉ có ba chị em thôi. Ai ai là chị cả. Rồi tới cô kia. Rồi tới cái chú này. Dạ. Già chết trơn rồi. Còn ba chị em. Không có con cháu vậy hả cô? Cháu còn anh với chị ở xa lắm, ở thành phố nó đi làm công ty á. Dạ. Cũng ít có về nữa. Rồi cái căn nhà này con thấy siêu vẹo còn ở được không mà sao ở? Cái nhà này thì hồi đó ông già bà già còn sống á, cất để làm nhà bếp á. Rồi cái sau này cái nhà đó hư rồi cái nó hồi chật hẹp quá, hồi tôi xuống đây tôi ngủ. Rồi cái nhà trong đó thì người ta mới tính vào cất cho đây. À bây giờ là mới cất đây thôi. Mới cất đây thôi. Tổng số được bao nhiêu con chó cô? Con thấy quá nhiều quá. Không biết nữa. Con thấy trong nhà còn nhiều lắm kìa, buộc dây nhóc trơn. Tại vì người ta trả tiền cát đá xi măng tiền thợ rồi, người ta mua đồ vật tư về người ta làm. Dạ. Không biết tổng kết nó nhà nhiêu không biết. Cô hỏi mình nuôi được bao nhiêu con chó? Đúng mấy con đó. Nhiều lắm chứ không phải mấy con đâu, trong nhà kìa, nó ngoài trước này không có chục rồi nè. Bây giờ mấy con vô tham quan ngôi nhà được không cô? Hả? Vô tham quan ngôi nhà được không? Đi ngang mấy con chó không biết sao không nè. Được. Thôi không được đâu. À. Chú ông nói nhóc có trơn trọng kìa. Hư hết rồi. Dạ, hư hết rồi. Ở đây mình có mạnh thường quân không cô? Có mạnh thường quân cho. Mạnh thường quân cắt cho cái nhà đó. Vậy là mạnh thường quân cắt cho cái nhà ha. Ừ. Trời ơi, ngoài sao có một cái cây me khổng lồ quá kìa. Rồi bây giờ mình sẽ đi bên trong. Mình đi đường mấy ai của chú chị. Mấy ông đầy chó dữ lắm. Đi bên đây được không cô? Dạ đi bên đây. Đây là ngôi nhà của ba chị em ở nè. Hai bà chị thì ở cái nhà bên đó, còn ông chú hồi nãy thì ở bên đây. Dạ. Trời ơi mục hết trơn rồi. Cái giấc mà mình đụng có thể xích miếng toàn luôn á. Có thể là mình đụng nhẹ cái thôi nó sập luôn á. Kìa kìa coi bên bển kìa, cây cột đó siêu ngã kìa kìa. Đâu đâu. Nó cây cột đó đó. Nó. Ý. Nó cây cột nghiêng nó ngã kìa. Cái này là hồi xưa là cái nhà bếp á anh. Em. Ừ. Nó cây cột nhà cũng đó. Siêu vẹo hết trơn rồi. Đừng có đụng vô nha. Đụng vô là ngã luôn á. Cái cây này nó mục hết rồi. Siêu quẹo. Ừ, nó nghiêng nè. Vì mà ông chú ông còn ở trên đây ta. Ngoài sao nè. Không biết mày đang nấu gì á. Nấu chuối cái gì kìa. Trời ơi. Sập hết rồi. Coi nè. Vì mà ổng mở được trời coi nha, đừng có đụng vô nha. Nghiêng coi nè. Wow. Rồi cái bếp nè, cái bếp thấp chủng chưa tới 1 mét nữa mọi người. Đó là cái cây chim của nhà đó. Wow. Chàng ơi. Nó chiều dẻo hết rồi. À, mấy tụi chó nó nghe mấy anh em mình vô á, nó sủa nó la quá trời luôn. Lúc trước là có ruộng đất nhiều hả cô? Dạ. Rồi bán hết hả? Lúc trước á, hồi nãy bà chè bà cô kia bà nói á. Thì cũng có đất rồi, cha mẹ bệnh hoạn ốm đau kéo dài, con già bệnh kéo dài 3-4 năm trời rồi bán thuốc lo thang lo lại kia tới bây giờ trời mình lo cha mẹ xong rồi kệ cuộc sống mình sao sống rồi. Dạ. Em cho nó hơi kệ lo cho cha mẹ xong hoàn tất hết rồi sau đó rồi mình sống cuộc sống sao cũng được. Dạ. Ừ. Rồi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 70 rồi. Rồi bà cô thứ ba? Cô đó là 67 tuổi, 66, 67 tuổi rồi. Dạ, rồi cái chú đó cô? Ừ. Chú đó nhiêu?
Rồi thằng này mới 62, 63 về nó dạ, út cái thầy. Cũng 60 mấy trở lên tới 70 rồi ha. Ừ, xong rồi. Chàng ơi, ba chị em ở kìa, thấy thương không? Đấy. Có thể là đi tham quan nhà dài bên kia được không cô? Đi dài qua đây nè cô. Để mình đi tham quan vòng vòng. Phải chứ len lỏi như thế này nè. Tại vì ở bên kia là có mấy con chó cho đó, không có thể qua bển được. Trời ơi, ngoài sau vườn này thấy ghê quá mọi người ơi. Dây leo chằng chịt và có mấy cái me khổng lồ nè. Cái me cố thủ luôn kìa. Chàng ơi, cái bếp kìa, cái bếp của ông chú ông nấu coi nè. Bắt những cái cục đá lên viết mà nó cao lên cả nửa mét luôn á. Bếp củi. Chàng ơi, coi kìa. Rồi gì rồi, trời mưa gì rồi, dột hết là sao mà cái người chú nó ngủ ở đây được cô? Cô đi qua đây với con được không? Cho mấy con chó bớt la. Trời gì mà ông chú ông ở ngủ được hay vậy mọi người? Lần đầu tiên mà mình thấy cái căn nhà mà siêu quẹo như thế này mà chú lại ở được. Cái lu nước kìa kìa. Coi nè, cái nhà nó nghiêng rồi nè. Đây mình nhìn chỗ ra trước kìa, mình nhìn thấy cái hàng cột cái nhà nó bị nghiêng về hướng này nè mọi người. Chuối đâm trong nhà đâm lên luôn. Còn bên đây là chỗ nhà hai bà cô ở nè. Chàng ơi coi nè. Cái nhà nó nghiêng rồi nè. Nhà này từ thiện cắt cho hai cô đó. Còn ở ngoài đây mình thấy có một cái gian bếp nữa nè. Theo mình nghĩ cái gian bếp này chắc cũng của hai bà cô bên kia sẽ nấu ăn ở bên đây. Còn cái người em của mình là ở trong cái căn nhà sụp sệ kia. Cái này bên đây là bếp ăn của cô hay sao? Dạ. Bên đây là bếp ăn của hai bà chị kia, hai bà cô lớn tuổi. Cái khung cảnh ngoài đây thấy rùng rợn không? Mấy con chó nó ra luôn à. Quá à, trong nhà bên đây nhiều. Rồi trong nhà bên đây còn nhiều lắm mọi người ơi. Coi kìa. Quá trời nhiều luôn nè. Quen. Người lạ mình nó sủa quá trời nó sủa à. Giờ này buổi chiều mà cô thứ ba đi ra để lấy đồ. Dạ phơi đồ nó khô rồi lấy vô hả cô? À đắp cho tụi chó ha. Vậy là mấy cái đồ phơi ngoài đây là cô làm giống như cái mền. Rồi sáng qua nào cô cũng giặt phơi hay sao? Giặt phơi. Dạ. Hèn chi con chạy ngay đây con thấy cô phơi đồ quá nhiều à. Vậy là để dành cho tụi chó ha. Dạ, thương quá. Dạ, hồi nãy đầy hết trơn á, giờ đây đang đem vô. Còn mấy cái rồi cô? Dạ. Phơi đầy lượng hết. Để dành cho tụi chó. Mấy em ở trên Đồng Tháp á anh. Dạ. Đồng Tháp hả? Đồng Tháp. Đồng Tháp. Đồng Tháp. Đồng Tháp.
trình là dùng hợp đúng không, vô nhà đi huyện với mình chung chung tỉnh chứ chắc huyện đây là ở huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Bao lâu vậy mới đi đâu mà? Ủa, em nó lâu mới đi nhà. Rồi căn nhà của anh như vậy là nó siêu vẹo như vậy đó thì lúc mà trời mưa hoặc là trời bão thì anh có chạy đi nấp đi né gì không? Ở trong đó chịu luôn hả? Chịu. Trời xanh trời dưỡng. Bởi vì nó sập xuống chúng anh thì sao? Cái đầu tỏi dập chết như gì vậy? Nó đứt ruột cơ ta. Sao mình không đi nương nắng nhà của người ta hay là nhà người chị gì đó? Thường ta ha. Rồi em thấy những cái con chó bị sào mâu á, là cái đó là lòng thương của anh cũng như mấy cô đem về nuôi hay là sao? Không có. Nuôi hồi đó thì nó không có ấy, rồi bây giờ nó mới phát bệnh rồi đó. Mình xích thuốc cho đó. Chứ không phải là nói vậy mà đem về nuôi. Dạ. Mình nuôi nó là nó không có gì hết. Bây giờ nó mới phát bệnh rồi. Hồi nãy anh thấy anh lột chuối rồi nấu ăn. Ăn chiều cơm luôn. Rồi sáng giờ nó có ăn cơm gì chưa? Có ăn rồi. Có ăn rồi. Bây giờ nấu chuối ăn dặm thêm ha. Cho đỡ đói. Rồi hiện tại cái chi phí mà mình có xài điện không cô? Có xài điện. Rồi hiện tại mình có nguồn kinh phí nào để mình xài điện nước cái đầu đóng không? Thì điện nước thì trước trước có xài nhưng sau này không có xài nước nữa mà xài điện. Dạ. Rồi gia đình mình có thuộc hộ nghèo của địa phương không cô? Cảnh nghèo của địa phương. Cảnh nghèo. À, nhưng mà ở đó có khi nó giúp có khi không. Ơi như hộ như thế này mà sao lại cái chân này ta? Tại vì bệnh mà ăn với hại lắm nha. Dạ, em nghĩ là phải hộ nghèo mới phải chứ. Nó để cận nghèo. Tại vì nhà thì nó cái này mấy cô này bệnh tật nữa nè. Rồi thêm anh không có sức khỏe và sống lên một căn nhà như thế này nữa. Để hộ cận nghèo thì hay hơn không chứ biết làm sao rồi. Dạ. Mình có bảo hiểm của người... Dạ, đồ khô rồi, cô dẹp vô nè. Có bảo hiểm nhưng mà nó bắt buộc phải đóng nè. Nó bắt buộc phải đóng nè. 10%? Đây là bảo hiểm. 10%. Mới kêu đây cách đây mấy bữa nữa, tôi đóng 10%. Nhưng mà ở huyện thấp rồi, ở trển là nói là cho thẳng. Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Ở đây đi vô nhà. Buộc phải đóng. Họ không dám ra xa xỏ mày. Người ra không có người gì. Họ cho ở trung tâm y tế thì tao ra chứ gặp đưa xỏ mày không. Mà ở huyện Thất Mơ là mấy người cụ chiến binh ta nói là cho thẳng. Ôi, bây giờ con giao duyên với cô một cái giàu. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chú, con giao duyên chú cho giàu. Dạ, con mua được. Con ở đâu hả? Dạ, con đi chung với con, con ở Hòa Hảo. Ở Hòa Hảo? Dạ. Mình đâu? Vào Diêm Sơn. Dạ, vào Diêm Sơn. Dạ. Dạ. Đạo Hòa Hảo có cúng lại không cô? Có. Có luôn. Thuộc có cái bài cúng lại không cô? Ở chợ mấy cô biết ông Ba Gàng đó không? Bên làm thuốc á. Dạ. Cúng lại thì của Kính Hiên Hương đó. Dạ. Mấy bài đó là của Quyền, ông bà. Dạ. Còn bài đây, bài kia là bài gì? Quy Y hay gì? Bài Ngũ Quyền á. Ngũ Quyền Cầu á. Dạ. Ngũ Quyền Cầu thì mình lại chung lại. Dạ. Mấy cô Quy Y bên chùa Bển này. Một tháng hai lần. Mùng 1 với 30 cái mùng 1 với gần mùng 2 là cô đi. Ông Ba Gàng. Dạ cô đi đâu cô? Rồi đi qua chùa Công Nguyễn. Ra chùa Công Nguyễn nha, chùa cô đi chùa nào? Chùa bên là Cổ Đền. Cái chỗ đình Bình Điên đi thẳng vô. Dạ cô đi rồi 15 đó đó. 15 30. Chứ 15. Mùng 1 với 15. Dạ. Cô về đó ghi tên tử. Dạ. Còn cô này thì hồi đó khó nuôi, cha mẹ cho ngoài chùa. Chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước ở ngoài. Chùa Linh Phước. Đường chùa nó vô chút đó. Dạ. Linh Phước. Con này thì hồi đó khó nuôi, cha mẹ cỡ nuôi đó. Còn cô thì con vô. Chỗ đình Bình Tiên đi vô thẳng. Rồi à, cho mấy con hỏi để hiểu biết nha. Chú ơi, con mời chú đi ra đứng sau lưng của cô này luôn đi. Để mình thấy trên màn hình trò chuyện luôn ha. À, cũng như là ba chị em. Ba chị em như thế này. Thứ 6, 5, 6 với thứ Út. Đó thì 8, có đó Út thì 8. Dạ, rồi hàng ngày vậy nè, ba người ở đây không à?
Rồi mà mình không đi làm gì để có tiền sao, hay là nhờ sự trợ giúp của bà con cô bác cho gạo cho đồ ăn? Tôi còn có mấy con ruộng mà sống không có đủ. Rồi còn làm ruộng không cô? Cho mướn rồi. Cho mướn luôn rồi ha. Rồi rồi ba chị em ở nhà, rồi nhiệm vụ ai nấu cơm và ai đi chợ? Nấu chung ăn chung vậy đó. Dạ. Chứ tôi là tôi đi làm. Dạ. Tôi làm cơ quan đó. Rồi tôi nghỉ hưu. Dạ. Bữa nay xong mai mà hai chú với cô gặp đi rồi, hai đứa đi không, không mời đi chùa. Mai đi chùa rồi. Chèn ơi ba. À ba chị em đi chùa. Hai người một người dưới nhà. Một người dưới nhà. Là ai với ai đi? Ai có gia đình chưa? Cô có gia đình là cha mẹ. Dạ. Còn cô? Cô năm dưới nhà. Dạ. Cô sao đi chùa? Đi làm mình bệnh rồi đi không nổi rồi thôi để cho nó đi. Còn cô ở làm bị đau khớp hay gì. Bánh cơm xe già nhá. Dạ biết. Cô qua làm bên đây, cô làm chủ qua chùa mình đâu có được tiếp được gì đâu, chuyển phòng cô nhắn gửi hàng ở nhà để cho hai đứa đó đi. Cô làm nhà chồng cô luôn luôn quá rồi thôi. Có con không cô? Nếu con ai sống thì nó cũng chú bảy ơi, chú bảy chú Út làm mấy con chó giùm con đi mấy chú. Thôi vô nhà đi, bác chạy vô nhà đi. Thôi bước đi bước nữa không cô? Con của cô chết, con nó tôi dần nó bao mấy tuổi á. Có bước thêm bước nữa không? Không. Sao vậy? Ở gì tu luôn chán. Tu luôn. Tu luôn chán rồi. Thôi bây giờ cô muốn kiếm thêm nữa không? Kiếm thêm không kiếm con. Cô với chồng cô hai đứa rất đặng ý. Vì chồng cô đã dạy cấp 2. Còn cô thì gớt. Rồi cô xin gớt đại học. Dạ. Cô nó vô cơ quan, cô làm bên đây thủ kho. Dạ. Chồng của cô thì anh làm trưởng phòng lớn để hàng cho cô, mẹ con cô á, hai đứa quen. Và làm cưới cũng lớn lắm à. Thôi bây giờ rồi, rồi, rồi cái ông lù bù quá. Mình quả hảo gặt đi. Dạ. Còn ảnh là hồi cô ưng ảnh là ảnh bảy thủ đảng. Bên quả người ta không có chịu. Nhưng hai đứa giấu, chồng của cô giấu. Cái hai đứa làm mỹ đăng ký kết hôn trước. Trước đầu thứ tư thứ năm xong hay cái qua chủ nhật là đám cưới à, đám cưới lắm. Nhưng mà sau này cũng có người vô đây á, người thợ mình cuốn sổ đó là đức thầy á, để cái đổ cho mình ra mà ở quận 5 là sát quận 1 á, ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Dạ. Anh làm chuyện anh đi bé nhỏ rồi mình đi. Dạ. Vợ bé về nhà đẻ luôn á. Dạ. Cô buồn quá, con như thôi. Ơi. À, rồi, cái lại sự việc xưa có muốn có gia đình nữa không? Cái ngày xưa giờ cô thi rớt đại học mà cũng cao mà chồng cô dạy cấp 2 á. Dạ. Là ổng thầy giáo mà. Giờ chắc còn nhớ ổng nghe nói cười cười qua nữa. Ổng tới đây hoài hả? Tới luôn luôn. Nhưng mà cô vậy tại vì cô chống chân, rồi không có gì hết. Tức là cô không phải là nhớ chồng nhưng mà chán. Rồi có khi, luôn. Có khi nào ổng đến đây ổng chui vô mình không? Cái đây thì mình nói chuyện ổng quê không có gì hả? Ổng nhớ tình xưa ha. Đây đám cưới đàng hoàng. Đám cưới đàng hoàng. Ở đó đám cưới hồi ở cơ quan tổ chức. Dạ. Giấu mà đánh đổ và dừng sau này rể ra là nhà cô Hòa Hảo nha. Nhà hồi ảnh cô ảnh làm bấy thủ đảng đó. Chú nói chú ở Hòa Long mà biết Sóc Cao không? Ở dạ không chú. Bà Đài á. Dạ. Rồi kể xong cái cuộc đời của cô Sáu nghe ly kỳ quá ha. Cho con hỏi rồi, cái nhà của chú đó siêu vẹo vậy đó, rồi có ai để hỏi thăm để cắt cho ở không? Hồi hai có hồi 2021 mà có lợi nhưng mà thôi tôi không thích viên. Nó nói à viên mà mình trả viên không nổi. Quá. Wow. Tức là nhận người ta mình sợ anh mắc nợ ha. Đúng vậy đó. À. Gần 6 rồi mình sắp chết hết rồi. Rồi anh có gia đình gì chưa? Có rồi, thôi hồi năm có. 27 tuổi, năm nay 62 tuổi. Thôi rất lâu rồi. 39 năm. Con nó tôi sổ đó, nó có vợ trước tôi. Nhiêu? Một tấn nhiêu không? Rồi cho con hỏi coi, rồi ba chị em ở như thế này nè, ai là người phụ trách mà giữ tiền? Ví dụ người ta thương người ta cho ít tiền đó, rồi ai là giữ tiền để đi chợ? Cho người nào người đó lấy. Rồi nhiều khi đi chợ mua đồ ăn chung đi. Dạ. Ở đây cũng có, cô kia cũng có lợi. Rồi người ta cho mấy tấm tiền lớn biết không con? Biết chứ. Như mấy tấm tiền lớn á. Biết chứ. Cô hồi đó cô đi làm. Dạ. Cô làm cô nghĩ là giấy 500.000, 200 đồ biết hết ha. Hồi đó cô thủ kho đó. Trời ơi, dữ dằn. Còn chồng cô là thủ kho tiền. Anh chuẩn phòng cung ứng, anh gửi hàng cho cô. Dạ dạ. Cô nghĩ là
Rồi cô hai có gia đình chưa cô hai? Cô năm bây giờ. Cô năm hả? Cô năm hả cô? Cô năm. Cô năm có gia đình chưa? Chưa. Chưa. Cừ. Ba chị em như vậy là không? Từ nhỏ tới lớn không có gia đình. À, con gái luôn hả cô năm? Từ nhỏ tới lớn không có gia đình. Vậy là chỉ có cô Sáu với chú Út là có thôi. Dân hạnh đều nó ngốc. Rồi cô năm có muốn có gia đình không? Hỏi chị kêu muốn có gia đình không? Chị hay là không. Dạ, cái việc này con xin lỗi trước nha cô năm với cô Sáu. Tại vì hồi nãy con ở đằng kia con có nghe cái chú kia nói. Nó mấy con tính ghé thì gửi gạo cho cô chú. Cái chú kia ông nói là nếu mà cưng ghé nặng á thì cẩn thận nha. Sợ mấy cô nặng á, khó tính á, vô gặp hay la hay chửi á, là có không cô? Không phải vậy. Dạ. Nhưng mà ở đây á, quỷ không? Quỷ. Ờ, ghê hả? Cô rất ghê sợ. Dạ. Chứ nếu mà trợ giúp mà bình thường thì chuyện đó có gì để nói. Dạ. Nhà cô là ba bốn cánh cho đó. Dạ. Gom lại, người này 40, 30, 20, gom. Người ta có gửi cho chắc tiền thêm không? Không có nhận tiền nhưng mà người ta... Không nhận tiền. Hoàn thành cái nhà thôi. Rồi bây giờ ví dụ như có người ta đi ngang đường, người ta gặp mấy cô chú gì thương quá, người ta gửi cho cô 50, 100 ngàn, cô nhận không? Ví dụ như thật tình thì nhận, còn ví dụ sợ người ta giả bộ hay gì đó thì cô không dám. À, người ta giả bộ ha. Tại vì ở đây phần đông là như vậy đó, cô sợ. Tại vì cái giường của cô á, nó hộp ở ngoài, phải báo cáo lên, còn nếu không là chính quyền. Cái giường nào? Cái giường phải sao cây me đó hả? Đây là dài vậy nữa. Trời ơi, cây me đó. Hộp á. Hộp á. Hộp. Cái nhà nó hộp ha. Nếu mà mình không tìm được chính cấp trên là người nước ấy dừng mình luôn. Tối tao nói không hiểu luôn. Tối mới hộp hay gì? Lúc trước thì hộp ban ngày. Hộp ban ngày luôn. Còn trình bày tới những ghê đó trời. Thôi cái vụ đó liên quan nha, đừng nói đó. Thôi đừng nói, đừng nhắc nữa nha. Thôi ghê lắm. Gì, cô đâu có gì đâu hả? Ừ. Mình đi có thấy ma không? Hả? Có thấy ma không? Không có ma. Cái vụ kia kìa. Vụ kia là gì? Đám cưới hả? Vụ hợp á. Hợp. Hợp không có hợp. Đám cưới đi. Cô không biết nữa. Ở trong nhà mà cô không biết người dùng. Cái nét của nó cái số á. Nói cô làm sao? Đừng cô làm người dùng vậy. Cái này là đá gà. Không phải đừng. Mấy cô bận quần áo à. Kính chị. Te tủ á. Te tủ chứ. Cái gì hả? Chính chị không luôn. Cô có tiền cấp trên. Rồi bây giờ con mới gửi ít tiền, ai giữ để đi chợ mua đồ ăn, biết tiền giữ chứ chợ mua đồ ăn không? Nhà tôi thì ví dụ cho người nào đó nhận. Cái gì? Giờ cho chung được không? Cho chung được không? Chung thì chia ra. Chia đều không? Chia ra. Ví dụ hôm đó bán thì quýt xô mai được 1 triệu rưỡi thì chia ra đến 500. Trời ơi. Ờ, ví dụ vậy đó. Cho mẹ chú. Còn ví dụ mà người ta cho 100 đi, con cầm 100 ngàn, con cho cô ba người chung đi thì chia ra nhiêu người được nhiêu? Thằng ơi phải chết. Sao không bầu lên một người tổ trưởng đi? Trời ơi. Khó lắm, bầu tổ trưởng khó lắm. Hồi nãy nó bầu tổ trưởng khó. Thôi bây giờ bây giờ vậy đi, mấy cô với chú bầu con lên tổ trưởng đi, ai đưa tiền hay gì đó con nhận cho. Mày nhận rồi mày lấy gì? Sao tao biết phải không cô? Phải để cho cô nhận chứ. Không ấy, bầu cô Năm làm tổ trưởng đi. Cô Năm tổ trưởng trong ba người đi cô Năm ơi. Mai mốt mà ai có cho gạo hay cho tiền thì cô Năm giữ được không cô Sáu? Giữ rồi chia điều gì cũng được. Hay là cô Sáu làm tổ trưởng. Tại vì ở đây tôi cho là cho hộ nghèo, cận nghèo. Ở đây là cận nghèo, tại vì trước kia có đất á. Bây giờ cũng còn có mấy căn. Để đây là nghèo, cận nghèo. Cô là tổ trưởng tổ cận nghèo. Ồ, tổ trưởng tổ cận nghèo luôn. Vậy tại đó. Vì mình thấy cô có trình độ. Còn chuyện này bị học tập với cô. Dạ. Ủa rồi gia đình mình nuôi chó là sao cô? Cho đồ ăn hay gì cô? Nuôi chó. Cô chăm chó. Mình nuôi chó để bảo vệ hả? Hồi nãy cô nói là chết rồi, cô không kìa. Đó, cái dốc nè. Cô đi đó mà nó theo cô. Đúng là hoàn cảnh đó. Bây giờ mấy chú nói hồi tôi mới nói tại vì hoàn cảnh. Đó. Dạ chú hồi đó có nuôi chó. Dạ. Nuôi rồi nó bảo vệ. Nuôi để bảo vệ mình ha. Ủa giờ hồi nãy nó kéo một bụng này thẳng lên nữa hả? Tại vì ở đây á thì nó có một
Hành bộ nãy nó kéo cục điện này lên hả? Nãy nó đó. Kéo cục điện thẳng nó lên rồi nè. Hồi nãy nó quay quay thành ra nó nói là phải cẩn thận, tại ở đây nó cuộc tôi nó khác. Khác với cái hệ ở đó. Tôi nói cho nó nghe nha. Tôi nói vậy thôi. Tôi thì làm việc. Nếu mà tôi mà chịu đấy em, bây giờ tôi ngồi trên bộ. Đúng không? Tại vì khác. Giữ rồi. Hồi đó đấy em, là chỉ diễn là hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, chỉ là trưởng hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp. Bị kéo tôi đi làm. Nếu mà cô Sáu chịu làm là tới bây giờ dám là cô rút về bộ đó hả? Trời ơi, dữ vậy. Thì chỉnh, nhưng mà vì tôi đưa ý kiến đó. Cô làm giỏi ha. Dạ. Cùng chí hướng cái thứ gì đó là mình cũng có ý kiến. Dạ. Ví dụ hợp hội gì kia mình có ý kiến ha. Mình diễn khéo. Dạ. Với mình vậy là những cái tầm nhìn người ta sao biết, nhưng mà ta thấy thích hợp mình đưa đi. Dạ. Vậy là những cái cuộc họp lần mà cô đi. Những cái cuộc họp ngoài hè nhà cô là cô có giữ hết ha. Có giữ không? Có người gì giữ vậy cậu? Có người hả? Cậu cứ nói đó là bên cách mạng này nè. Ờ. Cậu nói cũng hết hồn. Ôi. Chồng tôi là 7 tuổi đảng. Sao ngoài hè mà để người nhiều vậy? Có ai ở đâu? Chừng mấy thằng người bán cái số nói. Chừng bà gì lạ lùng lắm. Cô nhớ đến cái lúc thầy. Có giấy tờ. Thầy cũ hả? Cái gì đó. Còn nhà chú với cô, cô Năm hiền quá. Có khi nào mà mình nó bắn mình không? Trời ơi, nó dắt nước đập con chứ. Cô Năm hiền quá. Mỏi chân không cô Năm? Cô Năm mỏi chân. Tại vì đây tôi nói với chú là ở đây nó có một ghen với nhau, mình là không thích chị, mình chỉ có kinh để hành đạo. Mấy cậu ở trên trung ương xuống. Dạ. Để phần giải thoát. Thì mấy cậu trên trung ương xuống nè. Nó tưởng mấy cậu trên trung ương xuống họp đó. Tại mấy con xuống họp chứ đâu nữa. Tôi nói thiệt. Trời ơi. Tại vì vậy là nãy giờ chú phát hiện ra hả? Dạ. Đây là mấy cô đang nhớ tới thời quá khứ nha cô chú anh chị. Dạ. Vậy bây giờ là mẹ là nhớ. Trước khi hồi dịch Hòa Bình tôi mới tới 18-19 tuổi là Hòa Bình đó. Mới thì tốt nghiệp nữa. Thì lúc ở 18 tuổi trong 19 năm ngoài. Rồi tôi đi làm năm 46 đó. Thì rớt buồn. Rồi bây giờ con gửi tiền á thì giữ gìn xài được không? Tại đây nhiêu cô? 50 đồng cứng. Cứng lại nhiêu? À. Cô Năm biết không? Cô Năm cái này nhiêu cô Năm? Tại này nhiêu? 500 hả? Chứ phải 5,000 hả? Dạ, 500 ngàn. Tôi lãng tay. Dạ. Thôi bây giờ vì con cũng không biết sao, nhưng mà con cũng nghe người khác nói sơ sơ về ba cô bác. Cái chú hồi nãy con hỏi thì có nói sơ sơ rồi. Thì đây là con tìm hiểu hồi nãy giờ, con cũng có ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân. Con xin trích quỹ của chị Tiết Ngọc ở bên Mỹ là 1 triệu, của một em gái giấu tên ở bên Mỹ là 500 ngàn nữa. Và con xin gửi cho ba chị em của cô Năm, cô Sáu với chú Út mỗi người 500 nha. Và tại phân công đều, không thôi là cô Sáu nãy nói chia không được. Dạ, con xin gửi chú Năm 500 ạ. Dạ, con xin gửi cho cô ạ. Con xin gửi cho cô ạ. Sẽ đét mà không biết ở đâu. Cám không cho đứa 100 rồi cũng chụp hình. Vui không? Có được tiền vui không? Gắng giữ gìn để mua đồ ăn nha, uống sữa nha. Vui không? Vui không cô? Dạ. Vui không? Vui chứ. Vui. Vui, cảm ơn cô bác đi. Dạ, không có sao, con nói chơi á. Nói chung thì thấy thương cho mấy cô mấy chú. Câu hớn mình cũng xin cảm ơn chị Tích Ngọc cũng như em gái giấu tên đó, để tích quỹ mình gửi cho ba chị em. Cô bác anh chị em, mình xin nói thêm chút xíu nha. Tại vì ba chị em cô này á là sống ở đây giống như là ba chị em của Y Khờ, cô bác anh chị. Mình có hỏi ra một vài người ở đây rồi, nhưng mà tại vì có ba cô này ở đây á, mình mới không có nói trước mặt. Gác cũng thương ở trong một căn chòi sập sệ như thế đó. Và cũng có nhiều người đi đến đây để nói chuyện thì bị mấy cô đôi lúc có cái cơn lên rồi chửi la hét rất là nhiều. Nhưng mà mấy năm mình cũng có duyên là đi đến đây, là sao ba chị em lại thân thiện và nói chuyện với mấy anh em mình cách rất là thân thiện.
Do đó mình cũng xin cảm ơn quỹ của chị Tuyết Ngọc cũng như em gái giấu tên ở Mỹ, cũng xin nhau chị giữ để mình chích. Mặc dù họ xài tiền không biết được hay không, nhưng mà mình thấy cái cách nói chuyện vẫn còn biết. Mình cũng gửi một chút ít để cho họ xây sở. Nghe mấy người kia nói là khi mà người lạ tới là ba chị em chửi la dữ lắm luôn. Nhưng mà mấy anh em mình lại tiếp xúc, nói chuyện rất là thân thiện luôn mọi người. Cũng thấy thương ba người lắm. Rồi Cao Hớn mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.